Và đặc biệt khi mà đi du học thì vấn đề ăn ở đi lại được các bậc phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh rất là quan tâm. Thì chị Hồng Ly có thể chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề ăn ở cũng như là đi lại tại đất nước Singapore. Hầu như thì ở Singapore thì các cái khu vực đều rất là an ninh. Thì khi mà chọn nhà gần trường và gần trạm xe bus hoặc là tàu điện ngầm là rất là quan trọng, vì đây là một cái phương tiện rất là phổ biến của học sinh, sinh viên Việt Nam vì cái chi phí rất là hợp lý. Về chỗ ở thì học sinh Việt Nam tại Singapore có thể ở trong ký túc xá, chọn loại phòng 4 người, 3 người, 2 người hoặc là phòng đơn. Giá trung bình thì từ 400 cho tới là hơn 1.000 đô la Singapore. Ngoài ra, những cái tiện ích miễn phí như là điện, nước, wifi, phòng thư viện, sân thể thao thì ký túc xá còn có các dịch vụ trả tiền trước như là giặt ủi, căng tin. Một cái sự lựa chọn khác của sinh viên là cùng nhau thuê nhà, phòng ở cùng với chủ nhà của người sinh. Nếu thuê mà căn nhà riêng ở ngoài thì các bạn sẽ tiện lợi hơn, thì có thể là nấu nướng, giặt giũ tự do cũng như là cái chi phí nó hơi cao. Thì một tháng tiền phòng mà ở ngoài á thì 4 người thì Ly tính cho các bạn thì khoảng là hơn 400 đô la Singapore, nhưng chưa có bao gồm điện, nước, wifi. Thì ăn uống ở Singapore lại cái giá cả thì cũng là hợp lý. Thì đa phần là người dân gốc Hoa, và đặc biệt là ở Singapore thì cũng có các quán ăn ở Việt Nam, thì sinh viên cũng có thể là tìm kiếm những quán này, thì giá cả thì cũng tương đối. Thì hệ thống siêu thị ở Singapore thì thức ăn thì cũng không đắt lắm. Theo kinh nghiệm của Tân Đại Dương thì chi phí trung bình, thì Tân Đại Dương tính cho các bạn sinh viên mà đã qua đã học rồi, thì trung bình ăn uống đi lại thì khoảng 1.000 đô la Singapore. Thì để xem các loại hình nhà ở thế nào thì các bạn hãy liên hệ với các cái chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương.